Dạ thưa bác sĩ, trong lúc dịch bệnh mà vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì nhiều người dân trong cái sự hoang mang thì cũng có luôn một cái sự nôn nóng là muốn biết làm sao để mà trị được con virus gây COVID-19 này. Thành ra là có rất nhiều phương thức chữa trị được truyền miệng chưa được kiểm chứng đã được nhiều người đưa lên các trang mạng xã hội, như là có một cách mà chúng mình thấy là nhiều người chia sẻ gần đây là đi ra ngoài thì bôi dầu gió quanh mũi, đeo khẩu trang, nếu thấy ngứa họng thì xông nước nóng và dầu gió, lấy salon bath nóng đắp ở cổ họng, sau lưng, nơi hai cuống phổi thay liên tục, thì điều này có đúng hay không ạ? Và nó nếu mà nó sai thì nó lại gây ảnh hưởng như thế nào đến người thực hiện ạ? Thứ nhất là mình có bôi dầu gió đi nữa mà mình mang khẩu trang sai mình cũng bị bệnh thôi. Cái quan trọng nhất là bạn mang khẩu trang đúng. Còn cái dầu gió thì không lẽ mình bôi hoài sao mình chịu nổi, chắc phải mua khoảng tấn dầu về mình bôi chứ làm sao mình đi ra được, nó bốc hơi nó nhanh lắm. Cái mang khẩu trang đúng bây giờ nó khó hơn hồi xưa, có nghĩa là cái khẩu trang bây giờ khi mình đi ra ngoài, đặc biệt là đi vô một cái vùng mà mình nghi là có người mắc bệnh thì hai cái bên hông nó cũng phải kín. Hồi trước mình mang chủ yếu là kín mũi và miệng thôi, vào cằm thôi, thì bây giờ là hai bên hông phải kín, quan trọng lắm. Mà cái khẩu trang y tế thì nó không kín được cho đó, cho nên thường thường á, mình mang khẩu trang y tế thì mình phải mang thêm khẩu trang vải mỏng để nó bịt kín lại, thì nó cũng càng bằng cỡ N95 á, mà nó không phải khó chịu lắm. Nếu mình mang khẩu trang vải dày mà một cái khẩu trang y tế trong thì mình sẽ ngộp thở hơn. À, thì có đó cách mang khẩu trang mà chú ý cái đó thôi, chứ còn mình có dầu nóng dầu gì dầu gió cũng vậy đó. Thứ hai là mình xông á thì nó chỉ được một chút đó thôi à, chứ còn virus mà nó đã xâm nhập vô trong cái tế bào mình rồi á thì mình xông nó đâu có nó ngừa được, không có ngừa được, tại nó vô đó thì đương nhiên là mai mốt nó sẽ phát triển ha. Còn mình xông thì mình cũng không cần xông nhiều lắm đâu, không được cái gì, tại vì mình xông nó chỉ sạch lúc đó thôi, chứ sau đó mình đâu có xông làm gì nữa. Tại vì cái đó là cái tất yếu mà khi mà mình chú ý là để là mình có quyết định xong hay không. Thứ hai là bây giờ mình có dán cái này cái kia vô trong cái Cổ họng. cổ họng hay lưng đảm gì đó, nó không làm được cái gì đó, tại vì làm sao mà cái sức nóng đó nó có thể mà nó truyền vô trong mà để diệt con virus được. Người ta thường dán cái đó đó là của phương pháp đông y, có nghĩa là ông bà mình để lại những cái huyệt đạo á, nó kích kích thích những huyệt đạo đó. Thì cái đó mình làm cũng được, khi mình bị cảm thì mình cứ dán thôi, mình đau chỗ nào thì mình coi trên đông y thì có rất là nhiều cái huyệt đạo đó thì mình có thể dán được, chứ dán cái đó không có nghĩa là phòng được covid. Phòng được covid chỉ có 5K thôi, và đặc biệt là rửa tay và khẩu trang thôi, chứ còn mình dán cái mấy cái huyệt đạo đó thì nó cũng giúp được, nhưng mà mình đừng có nghĩ mình dán cái đó là nó sẽ an toàn, không không có hiệu quả. À, bác sĩ ơi, có một khán giả nói là chỉ có cách rất đơn giản là và rất hiệu quả luôn là uống nước thiệt nóng, kiểu như là vừa thổi vừa uống á, uống nước nóng cả ngày từ lúc bắt đầu bị sốt, sốt 3 ngày, ho 3 ngày sau đó thì khỏi hẳn. Thì ngoài ra chị cho biết là mình không có uống thuốc, không uống thuốc gì nữa hết á, thì cách này có đúng hay không, và nếu như uống nước quá nóng thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào ạ? Nước ấm thì được, tại vì nước nóng nó phỏng lưỡi á, phỏng lưỡi là khỏi ăn luôn, mà rõ ràng bị hoài chứ đâu. Người ta khi mình uống nước gấp gấp á, mà nó nóng á, là chắc chắn sau đó cái lưỡi mình nó bị lở à. Cho nên mình uống nước ấm thì được, chứ còn không phải là uống nước nóng đâu. Nước ấm làm sao nó có thể cho mình dễ chịu, đặc biệt là cái người ở xứ nhiệt đới, bất cứ lúc nào mình bệnh gì mình uống nước ấm cũng có lợi á, nhưng phải uống đủ nước. Cho nên nhiều khi cái cô này cổ sức đề kháng cũng khỏe, cộng thêm cô uống nước ấm nữa, và nước ấm thì nó chỉ mất công đun thôi chứ đâu có mất cái gì, và đặc biệt là đun sôi để nguội nó càng sạch nữa đó. Nhưng mà cái thói quen của người ta, có người ta không uống nước ấm được, người ta phải uống nước mát mát, uống nước bình thường đó. Thì cái đó là nhờ mình uống nước ấm thì có ha, không thể uống nước nóng hết bệnh được á, không có không có nước nóng làm sao mà mình chịu nổi, cái niêm mạc của mình nó cũng có cái chịu nhiệt mức độ này thôi, thành ra nó cũng là một cái biện pháp bù nước thôi. Dạ vâng. Khán giả có tên là Khánh Linh Nguyễn hỏi bác sĩ cho em hỏi, khi mình tiếp xúc với người mắc Covid có chỉ số virus thấp thì có nguy cơ lây hay không? Cả em và người đó đều đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn ạ. Cái tình huống này khá là hay đó nha, người ta nghiên cứu người ta thấy là cái người virus thấp á, là người ta thải ra ngoài rất là ít, và cộng thêm là người đó mang khẩu trang nữa. Thật sự ra trong cái khu điều trị á,
hay là trong cái nhà nó, thì cái người bệnh mang khẩu trang nó quan trọng hơn là người không bệnh. Cho nên nếu cái người mà virus thấp mà đã mang khẩu trang mà thêm cái kính trong giọt bắn nữa thì khả năng lây rất là thấp. Và người ta còn nghiên cứu vậy nè. Nếu mình mang khẩu trang thường xuyên, mà mang khẩu trang đúng thường xuyên nha, mà mình đi vòng vòng cái khu á mà có virus á, là mình giống y như chích vaccine vậy. Là tại vì nó sẽ nhiễm rất là ít vô cơ thể mình. Cơ thể mình đi nhiễm vài con là mình bọc lại, mình tạo kháng thể, vài con bọc lại tạo kháng thể, vài con bọc lại kháng thể. Cho nên có nhiều người ta đeo khẩu trang đúng không thấy người ta bệnh, và thậm chí lúc người ta bệnh ta lại bệnh nhẹ. Là bởi vì sao? Người ta mang khẩu trang quá đúng đi, xâm nhập vô từng con một, và rõ ràng là người ta thấy là cái lượng virus phát ra ngoài nhiều hay ít đó, là nó liên quan tới khả năng lây. Cái lượng mình virus mình tiếp xúc ít hay nhiều nó cũng liên quan tới khả năng mắc bệnh sớm hay muộn, hay là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đó. Mà đã khi bệnh rồi á, là xong, là nó cứ trong cái bào mình nó sinh ra. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.